ok, bắt đầu bớt bớt đi một tí rồi. Anh à, nằm xuống. Ok chưa? Úi giời. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series của game 7 Day to Die Mode Darknet Fall trong phần series thử thách sinh tồn với duy nhất một mạng. Ok. Thank you.
Đấy, bây giờ mình sẽ đi khai thác một ít sắt ở đằng sau đây. Không biết cái mỏ này còn bao nhiêu. Để cho con ma nữ nó hú nhé. Mình có thể kiếm được thêm ít ít xếp. Ở đây thì lại có vẻ là hết ấy rồi. Hết sắt rồi. Zoom ghẻ thôi. Zoom ghẻ. Năm, 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 năm. Ra hét đi. Hét đi. Hét, đang cần hét. À đây nó hét rồi. Mày. Mày. Mày, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Bọn này tuổi thần tiên. Nằm, nằm. Ô các cái dây kia mình chưa lối ạ. Rồi bắn bằng bằng coin thôi đã. Trước nhất là bắn bằng coin. Con nào khỏe thì bắn bằng laser. Coin bắn cũng siêu mạnh. Mày. Tuổi thần tiên. Ây da, quên mất. Nằm xuống. Mà nữ tuổi thần tiên rồi. Cậu coi này của mình mạnh. À, mình chưa ấy. Chưa lấy cái ấy. Bắt đầu ấy hàng. Ây da. Căng nha. Nó skill ấy. Nói chung là mình lên cái class security thì nó cũng giảm đi khá nhiều. Rồi ma nữ nó ra. Bắn này là bắn giòn giã luôn ấy. Căng 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 căng. Đông quá. Thôi bắn bằng laser thôi. Bắn laser thì mới chịu được các bạn. Quá đông. Nhưng mà súng lục này bắn cũng rất là mạnh. Sao lại thằng kia nó vẫn khẽ, nó vẫn... Ây da. Nó vẫn qua được ấy ạ. Mình cũng mặc bộ bầu ời cho nên là nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Rồi. Còn ma nữ này nó. Mình bởi vì mình càng lâu mình không bắn chết thì nó lại càng nhiều các bạn. Ma nữ nó sẽ ra liên tục. Mình chỉ còn hơn 100 viên thôi. Đấy. À là đông. Được cái là bọn này là nó không skill thiên được qua người. Cho nên càng đông nó càng ấy thôi. Rồi. Nó cũng sẽ bị ảnh hưởng của nhau. Còn hơn 100 viên.
vài hôm nữa thì lại đầy đạn ngay, mà mình bắn như này để lên tầm 110 hơi khẩu súng ngắm được. Súng ngắm nó sẽ tiết kiệm đạn hơn. Ok, bắt đầu bớt bớt đi một tí rồi. Ây da, ôi còn có 7 viên ạ. Hay là vẫn còn ma lữ ạ. Cua phải bắn đứng gần thôi. Đấy, đang hơi bị đau ạ. Không biết thằng nào nó cứ kêu mình. Nói chung mà đứng gần thì nó sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Còn bắn chết hết được con ma lữ ạ. Ok, thằng béo này. Mình có mỗi hai cái ấy để có thể giật điện ạ. Giật điện thì sớm thì nó sẽ đỡ skill hơn. Lại vẫn lại có ma lữ nữa căng. Mà mình càng lên level thì zoom nó càng khỏe. Bắn chết con ma lữ. Rồi. Nó lại ra một đống nữa. Không chết được ạ. Dù sao bọn này nó cũng là con demonic mà. Nó khá là trâu. Không giết được nó là nó sẽ hồi nha các bạn. Con ma lữ này. Rồi nó lại đông rồi. Cứ hết lượt này đến lượt khác ạ. Không có đạn laser thì không clear được. Mình phải ưu tiên con thể cát. Cứ nhảy sách thôi. Còn mình bắn hết đạn này chấp nhận. Cho bọn này nó đứng tử với nhau. Tự skill nhau. Mày bắn nhanh quá cũng không biết được bắn vào đầu không. Mới có 20 mấy đây thì run như là con nhiên. Ok, mình cũng là clear được 4-5 con ấy rồi, như con ma lữ rồi. Cần bắn nhanh thì không sao các bạn, thì nó không ra ma lữ nữa. Còn để nó đã ra thì chắc là mình phải lại té thôi. Sắp hết đạn rồi à. Rồi lại con ma lữ nữa. Buộc phải bắn chết nó. Ây, ui lại con ma lữ nữa. Ma nó nằm thế. Quá nhiều ạ. Chán còn không thèm bụng máu. Ok chưa, ok, ok chưa. Ok chưa, ok chưa, ok chưa. Đấy, còn Demonic xịn thôi. Màu cam nha các bạn. Con màu đỏ là con chắc là con xịn nhất. Demonic thì nó là màu cam rồi, nhưng mà trong con Demonic lại còn có cả con màu đỏ nữa. À. Rồi, đông thế nhỉ. Cảnh sát thì nó lại tẹo nước, nó lại hủy thôi. Không bắn chết nhanh là nó lại hồi máu. Thế mới căng.
cứng. Này mình sẽ lên được mấy cấp? Rồi cái bẫy của mình nó sẽ bị hỏng. Mặc dù là bẫy này nó cũng là rất là nhiều máu, hơn 1.000 máu, lâu hỏng hơn so với cái bẫy thường, nhưng mà cái cháp điện này. Đấy, con này không bắn chết thì nó lại hồi máu thôi. Rồi lại con ma lữ. Được cái là chưa có quái bay các bạn. Căng phết nhỉ. Bắn hết đạn quay rồi. Đây gọi là vòng lặp lại các bạn, lúc nào cũng ra zoom rồi, còn hơn blood mon. Quái này nó khỏe hơn rồi, bắt đầu là bẫy của mình nó hỏng rồi. Hiện tại là mình cũng không có đủ nguyên liệu để mà mình sửa. Thôi, chấp nhận số phận thôi. Té thôi. Ma lữ này hình như là hết rồi, mình giết chết hết rồi. Căn bản là hết cái cháp điện thì cũng không làm ăn được gì. Đấy. Chờ một tí các bạn. Đang bị hỏng. Mình có một cái thì bảo sao là nó chưa. Giờ thì ok rồi. Mày. Giờ thì dây thoải mái đúng không? Năm giây mà. Thằng nào thích chết nào. Mình nút đợt này thì sẽ khá là nhiều đạn. Rồi ra loot đã. Ô ngon. Mình nút được một cuốn master ạ. Quá tuyệt vời. Hình như là survival à hay là gì đây? Master Farmer à? Ô, Master Farmer mình chưa học. Ok, thế là loot được sách Master thì ngon rồi. Thì lại đơn giản nha các bạn. Thế lại đi kiếm sách Master bằng đây, ui dồi ôi, một đống skill. Quá tuyệt vời. Nói chung là săn cái bọn này là có tỷ lệ ra sách Master. Mình sẽ tiết kiệm được 600 cuốn sách ạ. Hiện tại mình đã học được 3 cuốn master rồi. Nếu mà mình tăng skill lên thì cũng ok này. Mấy cái này thì gần như là không cần nữa rồi. Súng siếc cái này, thẻ thiếc này cũng chả cần. Đây. Thêm 3 skill nữa. Mấy mà học mắc master đâu. Bộ titanium, cái găng tay này 60. Nói chung là mình cũng không quan trọng. Nói chung để mà sinh tồn với mình bây giờ thì là dễ rồi, sẽ khó chết trừ khi mình sẽ đi mạo hiểm đi vào các cái quy to ấy. Chẳng may mà sập hầm sập hố mà bị zoom nó quay thôi, chứ còn bình thường để chết thì nó sẽ khó. Nếu mà chỉ để sinh tồn thì rất là đơn giản. Tất cả các thứ mình cũng đã làm hết các cái nhiệm vụ rồi. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ quan trọng nhất rồi. Bây giờ chỉ sang vùng đất phóng xạ để kiếm thêm nguyên liệu để chế tạo ấy thôi. Chế tạo đạn thôi các bạn.
Đây hiện tại là súng ống thì thôi mình chả cần. Đây có mấy khẩu coil. Có nhiều đạn coil thì bắn khẩu coil này cũng được, nhưng mà lại mất công mình phải chế thêm một đống mốt thôi. Đấy. Đống mốt thì cũng không ổn lắm. Đây một đống đồ này chả để làm gì. Mấy cái này chắc là mình sẽ để chế cái bộ power armor, cần phải lên cấp 140 thì mới chế được. Đấy. Giấy đây. Đạn shotgun bình thường thì không có giá trị. À mình có thể chơi lựu đạn khi mà nó đông. Đấy. Ok, khẩu này à. Ô đây quên quên quên. Cái này cần nha. Cái này có thể nắp được vào đây. Ok, bây giờ mình sẽ chế chế mấy cái mốt các bạn. Mình sẽ cần chế một cái mốt không hồi được máu của cái bọn Demonic. Cái này cũng cần chế này, sau này sẽ cần. Bây giờ cứ chế cái này xem là nó là cần cái gì đã. Cái này mình cũng cần chế này. Cái này cũng cần. Đây. Cái này mất 60 nha các bạn. Có hàng à? 15. Có hàng nó ở trên. Mình phải xử lý. Nằm xuống. Con mami kia. Nằm xuống. Chết rồi. Ây à, lại vẫn còn hàng ạ. Nằm xuống. Mình đang bắn vào cái xe của mình. Vẫn còn zoom mà. Nằm xuống. Nằm xuống. Ok. Lên đường. Cầm ít lựu đạn đi để đề phòng, nếu mà zoom nó đông mình có thể mình ném. Mình sẽ vứt vào đồ vào đây. Đây. Ô đây ở trong đây còn 5 cái mực nữa. Hay là chế full mốt luôn rồi đi nhỉ. Đây còn cái này nữa, xăng này. Máu này. Còn một đống thứ nữa. À. Thôi ok, tạm thời thế đó, mình sẽ đi làm nhiệm vụ luôn. Đồ đạc thì bây giờ cũng không cần, chủ yếu là sách thôi các bạn. Nếu mà có sách vở thì là ok nhất. Đây là một cái chỗ khá là rộng. Bây giờ là đang trời sáng, ok luôn. 5 giờ sáng. Một phát là đi, ok. Một phát là đi. Đấy, mình ngồi ở đây là mình có thể tia được, bắn được từng từng thằng một nha các bạn. Có thể biết được. Đề phòng bất trắc thì mình có thể làm một cái chỗ để có thể giết zoom. Nhưng mà cũng hạn chế bắn súng bởi vì là ở cái Q4 này ấy là nó sẽ có con ma nữ nha các bạn. Cho nên là mình cứ bắn bằng bằng cung thôi, select dam thôi. Ây da. Ô kìa. Cái này mình có chống hồi máu rồi cũng không không sợ. Cố gắng bắn vào đầu. Ok. X5 thôi. Rồi được hai cái máu. Kia. Cứ bắn bình tĩnh thôi. Mày này. Tên này nó rất mạnh.
một phát x5 thôi ạ. Mình tăng mắc nó phải được x7 nhưng mà có vẻ là bắn gần quá không được à. Đây x5 đấy, x5 này. Rồi. x5 này. À, phải có khi phải trời tối nữa. Mình cứ đi ở các cái chấm đỏ trước. Đây thằng này. Bắn này bắn vào mông nó thì không ổn lắm. Bắn. Ok, ok. Bắn vào đầu. Trong đây cũng có một đống ạ. Ây da, bắn một thằng là nó lại khuấy động can qua à? Rồi nó lại ở đây. Ây da. Rồi. Hỏng. Hỏng hỏng hỏng. Ôi bắn bằng bằng cái này thôi. Bắn bằng cái này nó cũng chết mà. Mày. Mình vừa chống hồi Radian vừa chống ấy rồi. Chết thôi. Ở đâu nhỉ? Hình như ở đây vẫn bị. Chỗ này. Trong đây à? Mày. My senses have picked up something. Ây da. Mày. Ây da. Hỏng. Té. Mình bắn bằng cung nhá. Cung mạnh mà. Thằng này nằm xuống bắn bằng cung cho nó đỡ nguy hiểm. nằm xuống. Cung của mình cũng siêu mạnh. Nằm xuống, căn dặn mà bắn được 5 tên. Hay là cung này bắn là không hồi được máu cả Zumbai xịn Demonic. Rồi thằng này Demonic này. Đấy, dậy đi. Nằm xuống, bắn cố gắng một phát ở đầu. Mày. Ây da. Rồi. Kệ. Cứ bằng cung tên mà bắn thôi. Ây da. Hỏng. Mày. Bắn vào đầu. Rồi. Vào đầu. Thế thôi. Rồi. Được một đống ấy. Ở đây mình sẽ có được thuốc. Thêm máu. Đây là gian hàng hiệu thuốc các bạn. Đấy, cứ nhẹ nhàng tình cảm mà loot hết. Loot cũng tăng xếp. Mày. My senses have picked up something. Ở đâu? Rồi, mày. Ok. Mày. Bắn tên chuẩn thì 3 tên là chết thôi. Ok. Mày. Nằm xuống. Không chơi súng các bạn. Rồi. Ây da. Mày. Ây da.
Bị sổng ở đâu một con ra? Thôi phải xử lý nhanh, nó bị sổng luôn ạ. Ok, thế mình sẽ vào đây. Ở trong đây, ở ngoài. Rồi, thằng này thì bắn vào cụt đầu luôn. Đâu à? Mày. Thằng này cho nó phá mình vẫn ấy thôi. Một thằng phá kia, một bên là phá khóa. Đấy, thế mới đỉnh. Ây da. Mày. Ok, ở đây được hai khẩu súng ạ. Hai khẩu súng này bán lấy tiền thôi chứ còn chả có cái giá trị gì. Con gấu ạ, con gấu ạ. Gấu ra đây. Gấu ạ. Gấu. Ok. Mày. Bây giờ xẻo thịt nó lại được mấy cái xương này thì không cần. Nhiều thứ quá các bạn. Ra đây. Rồi. Đây mình dùng súng này mình bắn nhá. Súng này bắn nó cũng tiếng nó cũng bé. Đây là có tiếng bé nhưng mà bọn này nó vẫn nghe rất thính. Nó là cái hệ gọi là Italy, nó phải vậy. Ok. Toàn đồ linh tinh. Ở trong đây hết chưa? Còn bên này. Mình cầm luôn cái này đi cũng được, không quan trọng. Mở hết hòm đi xem nào. Đồ đạc thì mình có hết rồi cho nên là mình cũng chả lấy cái gì nữa. Có sách thì lấy thôi. Đồ ăn nước uống. Ok. Tiếp tục ở đây. Ở đây thì có con... bọn này nó vẫn không nghe thế à? My senses have picked up something. Ây da. Mày. Khẩu này lắp cái dòng lòng giảm thanh bắn như laser. Ở trong đây chỉ có hai con à? Nhưng còn ở trong đây nữa. Ấy ngay mà. Mày. Ok. Chỗ này thì lấy đồ ăn thức uống thôi. Mình chả thiếu gì. Ây da. Mày. Tuổi thần tiên. Ok, ở kia nữa là xong. Nhiệm vụ 4 này khá đơn giản các bạn. Nói chung là cứ giải quyết từng mảng. Ui ôi. Có vẻ cái gì kia? Ở đâu ấy? Ở đâu nó ra ấy nhỉ? Hay là ma lũ nó ra?
Từ từ đã. Ui. Incoming enemies, prepare for À conflict. đủ. Tự dưng lại một đống ở đâu nó ra các bạn ạ. Gần xong nhiệm vụ rồi. Má nó. Bọn này hay là cái bọn bạo loạn ấy nhỉ? Đấy, thôi cho nó đứng ở đây đi. À, đứng ở đây mình ném quả lựu đạn cũng được. Cho nó tập trung ở đây. Nằm xuống. Ok chưa? Úi giời. Ấy già. Thằng này nó bắn ạ. Bọn này như là bọn tập thể dục thôi. Một, hai. Lém này cũng khá là nguy hiểm nhé, nó gần của mình quá. Rồi. Ôi, cầm súng coi bắn vậy. Bắn này sợ con ma nữ nó hú hòa. Đấy là vấn đề. Đâu à? Đây mình sẽ khoan một cái lỗ ở đây cũng được. Đâu à? Còn mỗi chỗ này là xong đúng không? Ok, xong luôn rồi. À, nhưng mà cũng không tìm được cái túi. Đâu à? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Ây da, vẫn còn đây à? À, bọn này là bọn ấy thôi chứ không phải còn bọn của ma nữ. Mày, mày, mày. Ok. Rồi, hết rồi đấy. Nói chung là mình hoàn thành cái nhiệm vụ rồi. Đang hơi lặng một tí. Đồ ăn về bán ít đồ. Ây da, còn thằng này nữa. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Vẫn còn ạ. Ok. Xử lý hết. Hơi lặng 39 ạ. Hello. Cái này chỉ lấy tiền thôi, chả lấy cái gì. Đây thì bán hết đi. Cái găng tay xịn hơn. Xem là nó à, Open Trader 5 nó ở đây ạ. Ra gặp cái thằng này. How may I serve you? Xem là dạy cái gì. Ok. Dạy bow crafting. Auto gun. Nói chung là cũng không cần, mình chả cần cái gì ạ. Nhưng mà đang nhiều tiền đúng không? Còn 9.000. Rồi, về nhà cất đồ đi một tí ạ.